Xin chào các bạn, mình tên là Phan Thị Kim Hằng. Mình sinh năm 1990, hiện tại đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hôm nay mình đến với cuộc thi này thì cuộc thi thể hiện tài năng. Mình sẽ thể hiện một chút về khả năng MC của mình nhé. Xin chào các bạn đang đến với chương trình Phong Cách Xì Tin được chiếu trên HTV3 vào lúc 7 giờ tối thứ ba hàng tuần. Kim Hằng tuần trước đã cùng đồng hành với các bạn trong chương trình tìm hiểu xu hướng thời trang của các bạn ở Hàn Quốc đúng không nè? Thì tuần này chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi về phong cách thời trang của các bạn trẻ Nhật Bản nhé. Và cái chủ đề tuần này là phong cách Tokyo Kawaii. Các bạn biết không, Kawaii có nghĩa là dễ thương đó, là những cái phong cách ăn mặc kết hợp với phụ kiện, thêm một chút sáng tạo, rồi một khả năng trình diễn các bạn trên sân khấu thì sẽ thành một cái phong cách Kawaii rất là dễ thương. Và bây giờ mời các bạn xem.